đây này. Thích không? Ôi dồi à, thích không? Cháu xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đạt thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại nhận được một thêm một phần quà nữa là mang tới cho em Quân. Thì hôm nay cháu Lực nhận được thì cháu Lực sẽ đem lên cho em Quân với lại ông bà của em Quân luôn cô bác ạ. Có vẻ như là cháu thấy ở đây có một cái gì đấy này cô bác này. Cái này thì người ở vùng cao cô bác hay là nhìn thấy cái thứ gì đấy để mình đánh dấu lại này. Không biết là trên kia là có cái gì đây. À, hình như là có một cái tổ ong cô bác ạ. Không biết là ong mật hay là ong gì. À, ở trên cao này chỉ có, nếu mà có thì có mật ong khoái này cô bác này. Ngọn tổ nó ở chít tít trên kia này cô bác. Không biết là cô bác có nhìn thấy không. Cái chòm đen đen là thẳng cái cây lên này cô bác này. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ hỏi em Quân xem là em ấy có biết về cái này không. Cái này thì thường thường ở trên vùng cao bà con hay đi rừng mà gặp phải cái đồ gì ấy cô bác, hay là cái tổ ong hay tổ chim gì đấy, thì người ta chặt cây là dùng để đánh dấu lại chữ X như này. Là có nghĩa là đã có người phát hiện rồi, không được động tới này. Còn về cái hoàn cảnh của em Quân ấy cô bác, có rất nhiều cô bác cũng có điện cho cháu Lực và hỏi cái hoàn cảnh của em Quân. Thì bây giờ cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa là tóm tắt qua về cái hoàn cảnh của em Quân một chút cô bác, để tránh cái trường hợp mà rất là nhiều cô bác hỏi điện cho cháu Lực và gọi điện cho cháu Lực nói từng người một, thành ra là đôi khi cháu Lực cũng bận một số việc không có nghe được máy cô bác. Cho nên là rất là mong quý cô bác anh chị điện cho cháu Lực, mà lúc mà cháu Lực không nghe được thì mong tất cả quý cô bác anh chị là sẽ thông cảm cho cháu Lực. Còn bây giờ thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại cái hoàn cảnh của gia đình của em Quân một chút cô bác. Em Quân thì có thể nói là một cái số phận mà rất là bất hạnh luôn cô bác. Từ nhỏ đến bây giờ thì trải qua một cái cuộc đời, mà trải qua một cái cuộc sống mà không có bao giờ là được nhìn thấy hay là được cảm nhận cái niềm vui cả cô bác ạ. Lúc mà em ấy mới sinh ra thì được mẹ của em đã bỏ đi từ rất là sớm rồi. Còn gọi này nói là chưa kịp cai sữa. Xong đến lúc mà em mới lớn lên thì không may em phải là bỏ học về nhà để lo cho gọi là cơm áo gạo tiền những lúc mà bố đi ra ngoài làm xa. Và thời gian vừa rồi thì cũng không may là bố của em Quân đã ra đi mãi mãi rồi. Và bây giờ thì để lại trên đôi vai của em Quân một cái gánh nặng rất là nhọc nhằn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Cùng theo chân cháu Lực là đi xuống cái nhà của em Quân và gửi cái số đồ này cho em Quân nữa cô bác. Có vẻ như là thời tiết trên vùng cao này mấy hôm nay khá là nắng rồi cô bác ạ. Thank you.
giờ thì cũng gần đến nhà của em Quân rồi cô bác. Nhà em Quân thì được nằm ở tít dưới kia cô bác. Hôm qua thì Tuấn Lực cũng lá lên lắp cái bóng đèn năng lượng cho mặt trời cho em rồi. Và chắc là hôm qua thì dùng sẽ ok đấy cô bác. Hôm qua thì lúc mà cháu Lực đi về ấy, thì là cái bóng đèn nó chưa có lên pin, thì bảo em là sạc một lúc. Và đến tối thì em ấy điện lại cho cháu Lực và nói là đã đủ, nó đã sáng rồi, nó đủ pin thì nó đã sáng rồi cô bác. Như là chúng tôi đang nghe thấy tiếng của bé Hiếu và em Mạc Quân đang ngủ ngoài rồi cô bác. Em Quân, đây hộ anh đứng chụp đồ đấy. Chào Quân nhé. Em chào anh. Con chào quý ông bà, con chú anh chị ạ. Rồi, để em dạy em nói thế nào. Em có biết em có dám nói không? Rồi, đi đi về nhà đi, đi về nhà đi, đi về nhà đi, đi về nhà đi. Mấy hai anh em đang không biết là đi đâu cô bác. Kia là ai đấy? Dưới kia là các bạn nào ấy? Là em ở nhà phía em ở nhà hàng xóm bên kia. Vâng. Hai anh em thì vừa rồi nghe thấy cháu Lực ở bên trên các bác nói chuyện bên kia thì là các mẹ thì hai anh em là đi đón cháu Lực luôn. Hôm nay nhà chú ở nhà không? Không, lúc đấy chú dưới kia xong. Tại nhà bà. Đấy, ông thì ngoài để các bạn xem trâu gì đấy cô bác. Rất là nhiều, rất là dễ. Ừ, rất là cũ. Không có về mình được xin mua đấy nữa. Để sang mua ra. Ừ. Thế ông thì chuẩn bị là đi xem bò rồi cô bác ạ. À. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là bê cái phần quà của bà Loan, bà cho em Quân. Bây giờ thì cháu Lực sẽ xin được phép là bóc cái thùng quà này cho các em một chút á. Trước khi đi vào thì hỏi em Quân một chút cô bác. Hôm nay thì có đi làm gì không? Tí mới đi. Tí mới đi à? Ai vừa cắt tóc cho đấy? Đấy cho anh cắt. Cho anh cắt à? Đây là tự cắt cho không phải ra quán à? Anh nhà bác ở trên đúng không? Hôm nay thì nếu mà đi thì đi đâu làm gì? Đi lấy củi. Lấy củi à? Củi nhà có nhiều thì vẫn lấy thêm à? Đấy là để dành đúng không? Bé Hiếu thì toàn ở nhà với bà đấy chứ. Mắt em bị làm sao đều đỏ đỏ đấy. Hả? Trước bị sao đi. Bị làm sao đây? Còn về cái giấy phần giấy khai sinh của bé Hiếu của bác thì một thời gian nữa bác của em Quân là sẽ đi làm hộ và làm cái giấy ủy quyền để cho bác làm. Thế là năm nay có đi học không? Em bé Hiếu nó ngủ tới chưa, năm nay vẫn chưa đi học à? Lúc đấy bác trai bảo là đi làm, đi hộ làm thì chưa thấy bác đi à? Bác thì chắc là cũng do là bận nhiều công việc nên là bác cũng chưa có đi được. À, một em bé mà đáng lẽ ra là mới sinh ra là phải có cái giấy khai sinh đúng không bác? Nhưng mà do là người mẹ rất là vô tâm thành ra là bây giờ làm về giấy tờ khai sinh thì nó rất là khó. Phải là bên xã người ta tạo điều kiện cho thì mới làm được cô bác ạ. Nhưng cái bóng đèn năng lượng này thì có lên không? Có. Lên rồi đúng không? Ừ. Qua thì Tuấn Lực lên lắp cho em xong rồi các bác. Thì là do là chưa có nạp điện. Thì ra là không có lên được. Và bây giờ thì đã lên điện rồi. Đầy hai vạch luôn rồi.
cái bóng đèn này nó sẽ sáng khoảng tầm 8 tiếng nhé. Đấy, nó có hẹn giờ đấy rồi. Như em còn nhớ bác nào mà gửi em gửi tiền để mua điện thoại với lại mua đèn năng lượng này không? Có. Có à? Đấy, có những bác nào gửi đồ cho mình thì mình lúc nào cũng phải biết ơn và nhớ ở trong lòng mình nhá. Còn là như hôm nay thì chắc là vừa mới làm phần ma chay cho bố xong cô bác, cho nên là vẫn phải gọi là ở xung quanh ở nhà thôi. Mùa này thì thôn này cũng chẳng có cái việc gì để mà em Quân đi làm nữa. Em ấy sẽ phải là đi ra ngoài để đi làm thuê thì lấy tiền về còn lo cho ông với lại bà nữa cô bác. Như trước kia thì còn có bố là đi làm thì cho em Quân là ở nhà là chịu là chăm sóc ông với bà rồi, với cả em nữa. Bây giờ thì Quân thì chắc là không đi xa làm được nữa đâu nhỉ. Bây giờ thì có là làm ở trong thôn của mình thôi. Em Quân thì năm nay mới 14 tuổi rồi cô bác, nhưng mà em ấy rất là hiểu chuyện và rất là lễ phép. Bây giờ thì anh xin được bóc cái phần quà cho em đã. Trong này thì chắc là có quần áo này. Và cháu được xin được nói lại thêm một lần nữa, ở đây là có bà Loan này, bà ở thôn, bà ở địa chỉ của bà là Thới Tam Thôn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thùng này thì được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh luôn cô bác. Và hôm nay thì trưa hôm nay thì cháu Lực vừa mới nhận được thùng quà này, cho nên là cháu Lực sẽ mang lên là để cho em Quân với lại bé Hiếu luôn. Nào Hiếu đâu rồi? Hiếu ơi, Hiếu ra đây chú bảo. Ra đây chú cho búp bê này. Ra đây chú cho búp bê này. Nghe không? Hả? Hiếu vào đây à? Đây ra đây chú cho búp bê này. Búp bê này đây này. Thích không? Ôi dồ. Hả? Thích không? Ôi dồ. Ôi dồ. Hồng dồ. Thích không? Có. Có. Đây có cả hai con này. Nhiều lắm đây này. Ôi giời ơi. Xin chú đi. Ở này tấm này. Xin chú. Xin chú chưa? Xin dạ. Đấy Quân là ở nhà là em mày biết tiếng Kinh nhá, dạy em mà nói nhá. Đây. Đấy, rất là thích luôn. Nói cảm ơn bà đi, nói cảm ơn bà xem nào. Ha đà. Nói. Nói. Con cảm ơn. Ha đà. Em bé Hiếu thì chắc là cháu Lực còn phải với em Quân là phải kèm cảm giác thêm nhiều nữa. Nào, chứ không nói cảm ơn đưa chú, cảm ơn bà. Cảm ơn bà, nói đi, cảm ơn bà. Một cái phần quà mà em bé Hiếu là nhìn thấy là cười luôn rồi cô bác. Đấy, bà đây là bánh để cho ông với bà nhá. Đây bánh này, đấy. Đấy, có cả bánh này. Đấy. Và đây là những cái bộ quần áo nhá. Đấy. Đây thì toàn là quần áo thôi. À, em xem bà đây là dòng quần áo luôn này. Thì đây sẽ là một thùng quần áo của bà ấy gửi cho em, sẽ có những cái bộ quần áo mà cho cả bé Hiếu đấy nhá. Thì em xem hộ anh nhá. Đây và quần áo thì được góp bọn ra rồi, cho nên là cháu Lực sẽ không có bỏ ra nữa cô bác. Thùng này thì tận dụng và để lại nhá. Em bắt đầu hai phát tên nhỉ. Bắt đầu. Có thích không? Có lại thổ vô kỳ. Lấy phương lên cái đèn nào, đèn nào. Nếu như đèn đã mà hướng chưa hôn. Hai cái phần quà này thì cũng là của bà Loan hết. À, thùng kia thì chắc là đóng không có vừa, cho nên là bà sẽ đóng bằng hai thùng luôn. Đây thì cũng là những cái bộ quần áo này. Đây thì đây, những cái bộ quần áo của bé Hiếu nhá. Đấy, bà thì cũng rất là cẩn thận luôn. Quần áo của ai thì bà ấy cũng đóng ra riêng luôn. Đấy, có thể nói bây giờ bé Hiếu sẽ có những cái bộ quần áo mới để đem ấy, để bé mặc cô bác ạ. Còn đây nữa này, đây là quần áo của bà này. Đấy,
Bác thì bà Loan thì đóng rất là cẩn thận luôn. Ừ. Đây và đây là thêm một gói bánh nữa này. Đây, ở đây thì cũng là quần áo của bé Hiếu nha. Có trong này có quần áo của bé Hiếu này. Đấy. Đấy ở đây thì là hết quần áo rồi. Đấy túi này thì là quần áo hết và được bà Loan bà ấy gửi cho. Đấy. Bé Hiếu thì có thích không? Hả? Thích lắm không? Thích lắm không? Cho chú xin một con nào. Cố gắng cứ lên. Cho chú xin một con nào. Cho chú xin một con nào. Phải ngoan á, ở nhà thì em mà chưa đi học ấy thì là em dạy nói tiếng Kinh cho em nhé. Đấy, thứ nhất là dạy câu cảm ơn đấy nhá. Con chào quý, con chào các ông các bà nhá. Đấy. Không chết. Nói con cảm ơn đi nào. Nói theo chú đi. Nói theo chú. Con. Hát à. Con. Em chú hờ. Làm chú hờ. Hát à. Hát là con. Mà. Con cảm ơn chú ơi bác. Nói được câu này nói nhỏ. Con nói lại. Hát được lần nào. Con. Hát à. Hát đi, eo chú tôi bảy sao hát chú tôi bảy. Hát mà hát. Hát đi. Con. Con nói. À có vẻ là chưa được đi ra ngoài học hành cho nên là em mới không có nói được cô bác, không có dám nói luôn đấy cô bác. Tại vì là thiếu cái tình thương của người mẹ với người bố rất là nhiều luôn. Thành ra là em ấy bây giờ có một cái tính và suy nghĩ như vậy cô bác ạ. Thì dần dần thì em ấy bé đấy sẽ mọi cái thì nó cũng sẽ đâu vào đó hết thôi cô bác. Bây giờ thì em thay mặt ông với bà cảm ơn tới bà Loan một câu nhá. Con cảm ơn bà. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong gia đình. Con biết ơn bà. Hôm nay thì có vẻ như là cái món đồ chơi mà bé Hiếu hay thích nhất là những cái con gấu bông đúng không? Vâng. Em thì có những cái món đồ chơi gấu bông có bao giờ có chưa? Chưa. Vâng. Đây thưa cô bác, bé Hiếu thì bây giờ có thể nói là ôm không rời bỏ luôn này. Có thích không? Hả? Hả? Cho có mà. Đái chứ cả về nào. Hay có ba con luôn. Bây giờ thì ở nhà chơi với bà nữa, có những con búp bê này chơi nữa, thành ra là bé rất là thích luôn. Bò nhà em thì để tận đâu? Trên kia. Cái quần này hôm nọ có phải là các bác gửi cho không? Có à. Thời gian vừa rồi thì cũng được rất là nhiều cô bác quan tâm tới hoàn cảnh của em Quân và được các bác gửi quần áo này, những rất là nhiều đồ cho em Quân luôn. Bò thì cho nó đi ăn cỏ à, cho nó mang chăn à? Ừ. Những cái con đường mà đi nhà em Quân cô bác phải làm thành cái bậc như này thì nó mới không trơn được, chứ không thì nếu mà mưa vào rất là trơn luôn. Sáng là em mang đi ra kia chăn hay là ông mang đi? Em à? Thế vừa rồi ông cũng hay ra xem à? Ông thì năm nay cũng được gần 80 tuổi rồi. Mà leo cái quả đồi như này thì có vẻ là phải là rất là mệt rồi cô bác. Cho lực leo lên một đoạn thôi, không đá thở dốc rồi đấy. Nghỉ 2-3 lần mới đến à? Thôi hai anh em mình ngồi nghỉ đây một tí đi, mệt quá. Đấy, tầm em nặng nó.
này nó chú nghĩ. Cái chỗ nương này có phải nương của nhà em không? Có. Có à? Đây thì trước là ai trồng? Trước em với bà ra trồng à? Ôi, thế bà em vẫn còn đi ra đây được trồng ngô được chứ nhỉ? Đấy, có thể nói là bây giờ nhà em Quân thì còn cái tài sản duy nhất mà giá trị nhất chỉ còn là con bò này thôi cô bác. Gọi là bò là cái vật mà giá trị nhất của nhà em Quân, nhưng mà chỉ là nuôi nhờ để lấy con thôi cô bác ạ. Sau này mà bò này mà đẻ được con ra thì là em Quân sẽ được cái phần con. Mau mụn phút đi ra đây. Còn phải tùy thuộc theo là người ta có cho nuôi lâu nữa không cô bác ạ. Như bò này thì lấy nhà nào về nuôi? Trước là nhà chú dưới kia, nhà chú dưới kia làm buôn ấy, trước làm buôn, nhiều con. Là nhà người ta có nhiều con thì là cho mình nuôi à? Nhưng mà nuôi này thì lúc mà có con lứa đầu ấy thì là mình lấy hay là người ta lấy? Đứa đầu thì mình lấy, đứa sau thì cho người ta. À, là đứa đầu là mình lấy, còn lứa sau là người ta lấy đúng không? Vâng. Nhưng mà trước khi mà mình lấy lên thì người ta bảo là cho mình nuôi bao lâu? Cũng mình nuôi được bao lâu thì mình nuôi được. Mình nuôi được bao lâu thì nuôi à? Vâng. Như bây giờ bố em mà mất đi rồi, ở nhà thì không còn ai mà hàng tháng để đi làm mà đưa tiền để sinh hoạt hàng tháng, thì bây giờ em sẽ phải làm như thế nào? Em xem nhà ai có việc gì làm thì em ra giúp. Thì em ra làm. Ra làm à? Vâng. Ở đây thì có bao giờ em, nhà em thì có đồi rừng nào không? Không ạ. Không có rừng à? Vâng. Mấy cái chỗ mà có nương đấy thì là em để trồng sắn à? Vâng. Có máy thở ở trên đấy? Có hai thửa. Hai thửa thôi à? Vâng. Này em thì bây giờ ngoài con bò này ra còn có con thêm một con vật nuôi nào không? Một con lợn nữa thôi ạ. À, một con lợn nữa thôi à? Vâng. Ồ, thế thì như hôm nọ thì cũng được bà con là giúp đỡ nhiều. Thành ra là em mới được như vậy đúng không? Vâng. Nếu mà hôm nọ mà không được các bác Mạnh Thường Quân hỗ trợ em nữa này, không được bà con hỗ trợ như này nữa, thì là chắc là em phải là lo rất là nhiều thứ đúng không? Nếu mà con giúp thì chắc là em phải bây giờ còn nợ tiền nhiều, phải đi làm giúp họ. Phải đi làm, nhưng mà bây giờ ông với bà già như này rồi, còn đứa em gái nữa, làm sao mà em mà đi làm xa được? Vâng, em làm ở gần. Làm ở gần á? Vâng. Làm ở gần như này thì ví dụ anh cho là một ngày làm được 100.000 đúng không? Vâng. Một tháng là làm được 3 triệu. Nhưng mà có ngày thì người ta có việc để làm, có ngày thì không có việc để làm thôi đúng không? Vâng. Như bây giờ như thế này thì em cảm thấy là cái số phận của mình như nào? Có bất hạnh không? Có. Có à? Vâng. Ở kia, ở ngoài kia bạn bè trăng lứa thì có bố con mẹ, còn là mẹ như em thì bây giờ chẳng có thêm một người thân thiết nào nữa. Ngoài ông với bà ra, ông với bà thì năm nay thì cũng tuổi thì cũng khá là nhiều tuổi rồi đấy. Vâng. Sức khỏe thì cũng chẳng có được bao nhiêu. Cái con mắt của anh mà nhìn ông với bà thì cảm thấy là sức khỏe của ông với bà là không có được khỏe cho lắm rồi đấy nhỉ. Vâng.
Vâng. Như ông với bà thì có bảo là không có, ông bà thì không có cái răng rồi, và ông thì còn là ba cái. Như mà lúc mà anh nhìn thấy bà ăn cơm thì bà toàn là nốt chửng thôi, chứ có phải là lấy nhai nữa đâu. Vâng. Có răng để nhai nữa đâu. Vâng. Mỗi lần mà em nhìn thấy bà ăn cơm thì em cảm giác của em như nào? Em thấy rất là, em cảm thấy thương ông bà. Em là cảm thấy rất là thương ông bà. Vâng ạ. Bây giờ có cả thêm bé Hiếu nữa này. Bé Hiếu thì năm nay là vẫn ở nhà, chưa có đi học à? Chưa. Như mấy hôm nay thì xung quanh làng này có ai bảo là cho đi làm chưa? Chưa. Chưa à? Họ thấy bố mất thì bây giờ họ chưa cho đi ạ. Họ thấy đó. 2-3 tuần họ mới cho đi. 2-3 tuần thì người ta mới kêu mình đi làm à? Ừ. Và cái phần gạo của em thì còn anh thấy là còn khá là nhiều đúng không? Ừ. Gạo đấy thì dùng để tiết kiệm và ăn dần nhá. Vâng. Đấy, bảo là nếu mà không có tiền thì không có tiền mua mắm mua muối đấy thì là bảo anh nhá. Vâng. Để anh đi mua cho, chứ mà bây giờ gạo mà còn ít mà không có tiền để mà mua mắm mua muối thì mang đi bán thì sau này mình lại không có gạo để mà ăn đấy. Vâng. Như mùa này thì nhà em có lúa để gặt chứ? Có. Có à? Vâng. Lúa nhà em thì thường thường thì một vụ là gạt được bao nhiêu bao thóc? 10. Là 10? 10 bao thóc rồi à? Ừ. Ui. Nhiều thì được 15 bao. Ui. Thế thì như này thì nếu mà để sắp ra thành bao gạo thì cũng chỉ rơi vào tầm là 5 đến 6 bao thôi. Ừ. Vụ nào không được thì không được 5, 6 bao thì được 2 bao, 3 bao thì được. Nếu mà đi sát đi. Bây giờ thì cháu Lực cùng với em Quân là đang gọi là chăn bò của bác. Thì hai anh em cũng ngồi và nói chuyện một chút về cái hoàn cảnh của em Quân thêm một chút của bác. Nhưng cái mũ hôm nay hôm nọ thì anh cũng đưa đi mua đúng không? Vâng ạ. Đấy. Như Quân cho anh hỏi, bây giờ một mình em mà nuôi đến tới 4 mệnh ăn này thì em có cảm thấy áp lực không? Có. Có à? Vâng. Bây giờ em sợ nhất là cái điều gì? Bây giờ em chỉ sợ là ở nhà không có gạo ăn thôi. Không có gạo à? Vâng. Sợ nhất là điều đấy à? Vâng. Bây giờ gạo thì có thể là nhà có rồi đúng không? Vâng. Gà được các bác cũng hỗ trợ rồi. Vâng. Chỉ khó là về cái phần tiền mua mắm muối mình chính. Thì cái phần này hết thì cũng bảo anh nhá. Vâng. Bây giờ anh cũng sẽ trích cái tiền quý của nhà em rồi mua cho em. Nhưng mà em cho anh hỏi là bao năm qua em với ông với bà ở trong cái một ngôi nhà như thế thì em có cảm thấy có lạnh lẽo không? Có. Có à? Đến mùa đông thì em đã từng mà chống chọi cái qua cái cơn mùa đông đấy là như thế nào, có thể kể cho anh nghe được không? Ngôi nhà thì đến mùa đông thì nó có áo dài. Nắp áo dài. Ông với bà không có áo dài thì ông với bà thì lạnh. Em thì đi lấy củi về cho ông bà đun cho ông bà sưởi ấm. Thì sợ ông bà với em không đủ ấm. Và bây giờ thì anh ra giúp thì có áo dài đến mùa đông cũng không sợ nữa. Mùa đông cũng không sợ mày à? Ừ. Như cho anh hỏi thì ngôi nhà này thì được bố của em làm hay là được ông làm? Bố làm ạ. À? Bố làm ạ? À? Ừ. Bố làm, nhưng mà trong đó thì làm đến cái phần chỉ dừng được cái khung cột lên thôi ạ. À? Ừ. Có thể là ngôi nhà vừa mới làm thôi cô bác, nhưng mà có thể cảm cháu Lực nhìn thấy là như kiểu là làm độ tầm 5 năm về trước rồi. Ở xung quanh thì cũng đã bị mọt hết rồi. Trước kia thì mấy cái tấm tre xung quanh thì là được làm cây non đúng không? Ừ. Cây này thì rừng này thì nhà em tự có hay là đi xin người ta? Đi xin thôi ạ. Đi xin người ta. Ừ. Bố em có phải mua không? Không ạ.
Không à? Bố em thì trước kia còn sống thì là một cái người như nào, có thể kể cho anh nghe được không? Nếu bố còn sống thì lúc nào nói đến cảm giác bây giờ nói đến bố là em Quân có vẻ là rất là nghẹn ngào cô bác, như có thể nói là nghẹn ngào hôm nay thì chắc là bố đối xử với mình rất là tốt, cho nên là bây giờ nói đến về vấn đề người bố thì em Quân cảm thấy là rất là nghẹn ngào luôn. Và còn là nếu mà không có kể được cho anh nghe thì thôi anh em mình nói đến chuyện khác. Bây giờ thì mọi chuyện rồi nó cũng đã xảy ra rồi thì em cố gắng phấn đấu lên đấy, sau này thì sẽ có, nó sẽ thay đổi thôi nhá. Như trước kia là bố em đi làm thì đến một năm thì về mấy lần? Một năm thì về hai lần. Một năm thì về hai lần thôi à? Ừ. Thế nhưng mà em cho anh hỏi thì tại sao em lại bỏ học từ năm lớp 5 rồi? Em bỏ đi phụ bố. Là cùng bố đi làm à? Ừ. Phụ bố à? Ừ. Cái thời gian đấy thì ai ở nhà lo cho ông bà? Cũng anh ở trên này không đi làm thì nếu mà bà có việc gì thì bà gọi anh xuống. Nhưng mà lúc đấy là lúc đấy thì bà vẫn khỏe à? Chứ bây giờ thì bà với ông thì anh nhìn thấy là không thể có cái gọi là đủ cái khả năng để mà làm nữa cô bác. Và trong gia đình của em Quân thì hầu như là cháu được thấy không ai đủ cái khả năng để mà làm. Nhưng bây giờ thì chỉ có một mình em Quân, một mình em ấy tự lo liệu cho gia đình mọi cái. Như em thì thời gian này đi ngủ thì em đêm em có cảm thấy mất ngủ không? Có à? Nhưng mà cho anh hỏi tại sao lại em lại bị mất ngủ? Em thì sợ ông với bà không đủ ăn. Sợ ông với bà là với em à? Vâng. Sợ ông với bà là không đủ ăn, áo không đủ mặc đúng không? Ừ. Có thể nói là em là một cái người mà năm nay mới có 14 tuổi thôi, nhưng mà rất là biết nghĩ cho cái gia đình của mình thôi rồi cô bác. Bây giờ mà nếu mà em mà bỏ đi ấy, thì ông với bà thì chỉ có ở nhà là đi lấy được cái cỏ cho trâu này. Như ruộng nhà em thì có ở xa nhà không? Không đâu. Không à? Ở dưới gần đến nhà kia đúng không? Thửa mấy thửa kia là ruộng nhà em đúng không? Nhà em mà có năm nào mà bị thiếu gạo chưa? Rồi à? Rồi à? Ừ. Thành ra là bố em mới phải là đi làm đúng không? Ừ. Có thể nói là bố em là ở nhà ít hơn nhỉ? Ừ. Một năm thì ở được có, về được có hai lần. Thì nếu mà như anh cho là 10 năm đi. Ừ. 10 năm thì chỉ có về được 20 lần. Ừ. Ừ. Thì làm sao mà không thiếu được cái tình cha, tình mẹ được. Đấy, các bác gửi những cái bộ quần áo ra thì xem là bộ nào vừa cho ông và vừa cho em thì là đưa cho các em, đưa cho em để mặc nhé. Như bây giờ thì em có một cái ước mơ nào không? Có. Nhưng mà ước mơ của em đấy thì em sẽ muốn là như nào? Có thể nói cho anh nghe được không? Ước mơ của em thì bây giờ chỉ là muốn có tiền lo cho ông bà. Và gọi là muốn có tiền để lo cho ông bà thôi à? Ừ. Như nếu mà hoàn cảnh như em bây giờ, em muốn mà sửa nhà thì em phải đi làm bao nhiêu năm thì em mới sửa được ngôi nhà của em? Tầm
3-4 năm á. Nhưng mà 3-4 năm này thì em phải đi làm xa chứ không phải là làm ở gần nhà đâu đúng không? Ừ. Nhưng mà thời gian này thì làm sao em mà đi làm xa được? Bây giờ thì phải đợi là bé Hiếu lớn thêm một chút nữa em mới dám đi làm xa được chứ đúng không? Ừ. Ở đằng sau nhà của em Quân ấy cô bác, thì cháu Lực cũng cảm thấy là nó bị sạt lở xuống. Đây vừa rồi thì ông cũng là lên xem bò cô bác ạ. Tại vì là bò này là bò của nhà người ta, cho nên là phải chăm sóc rất là cẩn thận, sợ mà nó có mệnh hệ gì thì không có tiền để mà đền cho người ta đấy nhở. Đấy, bây giờ nhà thì chỉ có là một con bò này là cái tài sản duy nhất mà được người ta cho nuôi nhờ thôi cô bác. Bò này chắc bây giờ bán thì chắc phải được tầm 15-16 triệu đấy nhở. Đấy, 15-16 triệu thì làm sao mà em Quân đi tìm được ở đâu ra cô bác. Bây giờ 1 triệu đối với em nó còn rất là lớn rồi. Nói là em Quân thì phải rất là biết ơn các cô bác anh chị mạnh thường quân gửi tiền cho em Quân để lo, để gửi tiền cho em Quân. Có thể nói là từ trước đến giờ cháu được nhận được tiền quý của nhà em Quân thì cũng một khoản thì cũng khá là nhiều thưa cô bác. Và hôm nọ thì cháu được cũng đã công khai lên rồi, và em Quân cũng đã nắm được là cái số tiền mà cháu được hiện tại đang cầm giúp cho em Quân là bao nhiêu. Cái số tiền này thì bây giờ em Quân cũng còn khá là nhỏ, cho nên là cần những cái việc gì thì cháu Lực sẽ chi ra và quay video lên cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng nắm rõ được. Nếu như mà sau này em Quân mà có duyên với các bác mạnh thường quân, có thể là giúp cho em Quân sửa lại ngôi nhà của em, hay là có thể là nhiều hơn nữa, thì làm cho em lại một cái ngôi nhà thật là khang trang một chút và kiên cố một chút cô bác. Ông với bà thì bây giờ cũng đã đến tuổi mà rất là, phải nói là bây giờ đi ba chân luôn rồi cô bác ạ. Nói là con người ta lúc mới sinh ra thì đi bằng bốn chân và lớn lên là đi bằng 2 chân, và trong khi đó già đi là phải đi bằng 3 chân rồi cô bác. Đến cái tuổi đấy thì nếu mà đã đi 3 chân rồi, đến cái tuổi đấy thì phải nói là cái đôi chân của mình đã không có đủ vững chắc để mà đi nữa, thành ra là mình phải kèm theo một cái gậy đi theo. Nhìn cái dáng của người ông đi cô bác rất là tội luôn. Cơm thì không có ăn được cho là mấy, chỉ toàn là gọi là nốt chửng thôi. Cuộc sống của em Quân thì phải nói là rất là éo le rồi cô bác. Và thật sự mà có rất thật sự mà nói, từ bé đến lớn chưa bao giờ gọi là một ngày nào mà đối với em là ngày vui cả. Ngay cả việc mà em mới đi học thôi, còn phải dừng cái việc học đấy lại để về lo cho người ông với người bà, lo cho em. Thế trước kia là mẹ kế của em bỏ đi thì em mới phải là bỏ về để lo cho em à. Vâng. Lúc đấy thì bé Hiếu còn bé tí chứ. Vâng. Em đã từng bao giờ đi làm mà cống theo cả bé Hiếu không? Rồi. Rồi à. Lúc mà nghe thấy em bé Hiếu khóc thì em cảm thấy lòng là như nào? Một người anh trai thì em cảm thấy là con người của mình lúc đấy là như nào? Rất anh ấy ạ. Rất là anh ấy à? Rất là lo sợ em gái mình đúng không? Ừ. Mặc dù là hai anh em cùng cha khác mẹ của bác, nhưng em Quân phải nói là vô cùng thương bé Hiếu luôn. Có những cái món đồ chơi nào đi ra ngoài nếu mà có tiền về chỉ dám mua cho em bé Hiếu món đồ chơi là rơi vào tầm 10.000 thôi, về thì em bé không bao giờ bỏ luôn. Vừa rồi thì cháu Lực bóc cái phần quà của bà Loan ra, có những con gấu bông. Em Hiếu cảm cháu Lực cảm nhận thấy đó
là vì những cái món quà mà em Mai Hiếu rất là khao khát và muốn có được, nhưng mà do là gia đình mình không có đủ điều kiện để mà mua được cho em. Bây giờ mà mua một con bé, con ấu bông như thế thì ít nhất phải rơi tầm 50.000. 50.000 này là em Quân phải bỏ ra một nửa ngày để em mới làm cô bác. Thì làm sao mà em mới dám mua được những món đồ này cho bé Hiếu được. Mặc dù là rất là thương bé Hiếu cô bác. Thường ở đây là cho bé Hiếu ăn cơm đúng bữa và lo đúng cái giấc ngủ của em mới là được rồi. Trong thời gian qua thì anh Liên chia sẻ em, thì em có cảm thấy là ở ngoài kia còn rất là nhiều ông bà mà quan tâm tới hoàn cảnh của em không? Có. Đấy, phải luôn luôn ngoan ngoãn nhá. Đấy, phải luôn cố gắng này, chứ không là đừng có đau buồn quá mà dẫn đến mà mình tự kỷ đấy nhá. Đấy, thu mình một góc lại là lúc đấy là mình sẽ có chuyện gì mà xảy ra rồi đấy. Và qua cái thước phim này thì cho cháu được xin được thay mặt em Quân, thay mặt ông bà gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong và ngoài nước đã luôn luôn quan tâm cho hoàn cảnh của em Quân và tất cả những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ trên kênh. Rất cảm ơn quý ông bà rất là nhiều. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng cùng em Quân là hai anh em chỉ là tâm sự tới đây thôi cô bác. Bây giờ thì em chăn bò đến tối luôn hay là như nào? Bây giờ dắt đi uống nước mà. Bây giờ dắt đi uống nước à? Uống nước ở đây thì tận đâu? Ra sang nhà bác. Sang nhà bác à? Bây giờ thì chắc là có lẽ thước phim này cháu được xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Vâng, kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.